Nhà hát truyền hình xin kính chào quý vị khán giả. Kính thưa quý vị, trong mỗi chúng ta hẳn ai cũng đã lớn lên trong lời ru của bà, của mẹ. Lời ru đã ngấm vào máu thịt của mỗi chúng ta. Lời ru ấy chính là hồn dân tộc được thấm đẫm vào trong những làn điệu chèo. Thưa quý vị, dưới chế độ phong kiến, người nghệ sĩ chèo bị coi là con hát, là xướng ca vô loại, phải chịu muôn vàn cay đắng, khổ cực, có lúc tưởng chừng không vượt qua nổi. Và chỉ có tình yêu, tâm huyết cùng sự dâng hiến của người nghệ sĩ mới làm cho nghệ thuật chèo mãi trường tồn cùng đất nước. Trong chương trình nhà hát truyền hình hôm nay với vở chèo Đường Trường Duyên Phận, đạt huy chương bạc trong cuộc thi sân khấu chèo chuyên nghiệp toàn quốc năm 2013, chúng tôi muốn nói về những người nghệ sĩ chèo như thế. Và bây giờ, xin kính mời quý vị cùng đến với vở diễn Đường Trường Duyên Phận. Phóng tác từ truyện phim Đào Sen của tác giả Lê Thiết Cương, kịch bản Trần Đình Văn, đạo diễn Đoàn Vinh, âm nhạc Tuấn Hải, thiết kế mỹ thuật nghệ sĩ nhân dân Lê Huy Quang, biên đạo múa Thanh Nam, hướng dẫn hát truyền thống nghệ sĩ ưu tú Khắc Tư, họa sĩ thể hiện Đậu Quang Anh, thiết kế ánh sáng nghệ sĩ ưu tú Phan Lân, chỉ huy dàn nhạc Tuấn Hải, chỉ huy đêm diễn Tuấn Tài, chủ nhiệm công trình phó giám đốc Nguyễn Ngọc Kình, chỉ đạo nghệ thuật giám đốc nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Thị Bích Ngoan. Bảng phân vai: Cả Hân, nghệ sĩ Bá Dũng; Sen, nghệ sĩ Hà Thảo; Kép Thăng, nghệ sĩ Tuấn Tài; Trùm Lương, nghệ sĩ Quang Trường; Bảo Ngọc, nghệ sĩ ưu tú Thu Hương; Trường Hải, nghệ sĩ Đức Kiên; Quan Đốc Học, nghệ sĩ ưu tú Ngọc Hưng; Bà Đốc Học, nghệ sĩ ưu tú Vân Quyền; Mụ Mối, nghệ sĩ Thu Hương; Quản Gia, nghệ sĩ Bách Hợp; Nhiêu, nghệ sĩ Văn Quân; Nhỡ, nghệ sĩ Duy Toàn. Các nghệ sĩ nhà hát chèo Việt Nam trình diễn. Dạ, chỉnh quan lớn, xin quan lớn lượng cả bao dung. Bởi lòng tôi đang có chút niềm riêng, nên mới phân tâm thành ra mắc lỗi. To gan! Phường chèo đang hát hầu ta cùng các quan viên, vậy mà ngươi lại mãi lo việc khác. Dạ, chỉnh quan lớn, tôi dám đâu mạo phạm. Nhưng vừa có người báo tin, nhà tôi ở nhà đang chờ dạ sắp sinh, lại xảy cơn nguy biến bất thường, nếu không đưa đến thầy lang e khó toàn tính mạng. Xin quan lớn rộng lòng mở lượng cho Kép Khác thay vai để tôi được về nhà. Sắp sinh chứ phải đâu sắp tử,
ngươi phải ở lại đây giết nốt Tích Trèo. Nếu các quan viên của ta mà phật ý chút nào thì cả Phường Trèo các ngươi ta sẽ thẳng tay niêm trị. Dạ, dạ xin các quan lớn rộng lượng thương tình, vài máng ông xin nhờ kép khác. Dạ, xin các quan lớn xét cho. Im đi! Lũ đạo kép các ngươi phải biết thân biết phận, hầu hạ các quan trên cho đẹp ý vừa lòng. Đã ra trò là phải diễn cho tới cùng, sống chết thế nào cũng mặc. Thầy ơi, thầy cho con về với mẹ. Kìa con. Phượng Trèo, ngồi chơ mắt ếch thế à? Túm cổ con bé ra ngoài. Thôi, con hãy theo các bác về nhà. Thầy còn ở lại đây hát hầu quan lớn. Sen, ta về thôi cháu. Kẹp hơn, hát tiếp đi, kéo cả Phường Trèo các ngươi chết tội. Hát, hát. Con cầu răng. Bạn nghèo khách lắm, thường qua lại lọc dài muôn vật tới tay ta. Mây mây cội à, à à kiều ơi à, ơi à. Ê cái chốn sơn lâm ơi à, ơi à. Ê cái chốn sơn lâm mây mây cội kiều già, biển yên sơn đã đây. Ta là chú ý. Đây lão là chủ nhân. Sen ơi, nhân lúc thầy và các bạn chưa đến, anh sẽ cùng em luyện lại khúc tình thơ. Vâng, em
sang nước ngoài học trộm từ xa, câu được câu chăng vẫn chưa nhớ hết. Nào, em hát thử anh nghe. Một nhịp y câu thước nghi, ý một vài cái sông lăn nỉ hải. Các con, dạ, đã đông đủ cả chưa? Dạ, đông đủ cả rồi đấy ạ. Ừ. Nào, giờ thầy trò ta bắt đầu luyện tập. Nhân khang ý ơi à, à bất ơi à. Các con, dạ, hôm nay đã khá hơn bữa trước, nhưng các con còn phải dụng công nhiều. Ta đã dạy các con những yếu lĩnh của nghề chèo, phải nhớ luật tứ tương, nhớ điều ngũ kỵ. Từng dáng đứng bước đi phải uốn nắn cho thật kỹ, tả hữu tương xứng, thượng hạ tương phù. Muốn thành nghề các con phải luyện tập công phu. Các con đã nhớ chưa? Dạ. Thằng con, dạ, thầy cứ nghĩ con đã luyện thuần thục hơn các bạn, sao hôm nay lại vụng thế con? Dạ thưa thầy, con... Dạ, dạ thưa thầy, không phải hôm nay cậu kép thăng múa vụng, mà bởi ngoài hiên đang có kẻ trộm ròm. Dạ thưa thầy, vì hữu tình nên mới phân tâm, lòng mà đã rối thì tay làm sao múa được. Thì dạ đúng đấy ạ, muốn chữa khỏi bệnh thì phải bốc đúng thuốc. Dạ thưa thầy, thầy cứ để con ra ngoài con bốc thuốc vào đây ạ. Ừ. Nhớ.
Ô, đâu rồi? Kia. À đây rồi, đây rồi. Vào đây. Xem nào. Ai đã bắt tội mà phải trốn? Xem nào. Ôi trời ơi, bác ơi. Úi trời ơi, thuốc còn chửa đun mà đã. Nóng rẫy cả tay lên rồi bác ạ. Úi giời ơi, nóng rẫy sần sật ra chút đấy. Hề nhớ hề nhiêu. Dạ. Có bao nhiêu ngón nghề tếu táo, cứ bày hết cả ra đây, rồi đến lúc pha trò lai nhạc như nước hến. Xem con, ta đã để ý con từ mấy bữa trước, cứ nấp ở ngoài hiên xem các bạn học nghề. Phường chèo ta vốn rộng cửa đón học trò, sân đỉnh đây cũng đâu có tường ngăn vách cấm. Dạ thưa bác. Xem con, mẹ con khi xưa là đào chèo giỏi nhất của làng ta, cha con cũng là kép nền nổi danh tứ chiến, còn nhà Tông hẳn là có khiếu. Ta xem sắc vóc của con cũng chẳng hề thua chị kém em. Tiếng hát chèo là vốn quý của cha ông, nếu con muốn theo nghề, ta sẵn lòng truyền dạy. Thưa bác, con lớn lên từ đồng làng xóm bãi, nơi điệu chèo quê tha thiết ngọt ngào, câu hát sơ sinh phần phải chiều con đã ghi lòng từ khi còn tấm bé. Nhưng mong được theo đòi cha mẹ, nơi điệu chèo giai điệu muôn lời ca. Mẹ con thiệt phận xót xa, cha mang nỗi đau thương uất hận, bởi thế cha con đã có lời ngăn cấm con không được theo nghề đào kép xương ca. Phận làm con đâu dám trái lời cha, dẫu yêu tiếng hát chèo con chỉ dám học thầm xem trộm. Xem con. Dạ. Con cứ vào luyện tập cùng với các bạn, có bề gì ta sẽ nói đỡ cho. Dạ. Phải đấy Sen ạ. Kìa Sen, thầy đã nói vậy em đừng ngại nữa, cứ vào đây tập cùng anh em. Mấy bữa nay Sen đứng ở ngoài xem, chắc cũng đã học được những điều thầy dạy. Vâng, nhờ thầy, nhờ anh chỉ bảo thêm ạ. Ôi trời ơi, bác kìa, ôi trời ơi. Ôi giời ơi, giật hết cả mình. Gớm chết chữa. Nhờ thầy, nhờ anh chỉ bảo. Úi trời ơi, lại cô xem này. Úi trời. Anh này. Úi trời chết. Anh này, đấy. Có mấy nhiêu anh mà chả thấy nhờ. Úi trời ơi, chết chữa. Lại khéo chọn một anh làm vậy nhỉ. Thôi. Cái gì đấy? Nơi nào thì nó phải vào vùng đấy. À. Nhà chú đừng có mà dễ thúy chiêu huyền nhá. Ai dễ bao giờ. Đi vơ vào mình. Xem con. Ta xem dáng vóc của con hợp với đào thương. Con hãy thử vào vai thị kính. Nào, giờ để ta vào nhịp trống, cho con và kép thăng luyện lớp diễn vu quy. Phần đi ta phải chiều mày ai ơi đôi thời đôi nữa ta thời này duyên đi ơi phần đôi ta thời duyên đi phần ta phải chiều.
tiếng hát ngọt ngào, điệu múa càng uyển chuyển, xin cho tôi được có lời khen. Không dám. Các con, đây là phong tục của Tây Phương, người ta thường vỗ tay thay cho lời khen tặng. Dạ, đội ơn công tử đã có lòng yêu ái, dám hỏi công tử đây là... Xin ông chủ và mọi người thể tất cho, nếu như tôi có hơi đường đột. Tôi là Trường Hải, con quan đốc học, theo cha về kinh lý vùng này, tình cờ đi ngang qua đây, nghe tiếng hát chèo nên ghé vào xem thử. Thì ra là quý công tử, xin công tử thứ lỗi cho thầy trò chúng tôi, chẳng có gì nghênh đón khách cao sang. Không sao, phường chèo làng hạ đây đã nức tiếng khắp vùng, hôm nay tôi mới được tai nghe mắt thấy. Ví như lớp trò tôi vừa xem khi nãy, cô Đào đây quả là múa giỏi hát hay, được cả sắc lẫn thanh không dễ có mấy người, xin cho được tỏ tường danh tính. Đa tạ công tử đã có lời khen tặng, cháu gái tôi tên gọi là Sen. Sen, người quả thực như tên, thanh tú dung nhan dịu dàng hương sắc. Nếu ông chủ và phường chèo cho phép, tôi xin được mời cô Đào đây về hát tại Tư Gia. Từ đây lên tỉnh cũng chẳng bao xa, sẵn có xe nhà, tiện đường đưa rước. Sen con, công tử đã có lời, vậy ý con thế nào? Cứ thực tình thưa lại cùng công tử. Dạ, thưa công tử, tôi không dám ạ. Có gì đâu mà cô Đào e ngại, cửa quan tuy là chốn uy nghiêm, nhưng nhà tôi vẫn dòng mặc khách tao nhân, cũng mang mến chuộng cầm kỳ thi họa. Tiếng hát chèo tuy gốc gác ở nơi dân dã, nhưng cũng đủ bề phong nhã thanh tao. Ngón đàn mái nhà dù tinh diệu đến đâu, thiếu tử kỳ e kém phần đắc ý. Dạ, đội ơn công tử đã có lòng hả cô? Nhưng... À, dạ dám xin công tử rộng lòng đại xá, cháu gái tôi còn nhút nhát ngại ngùng. Thật tiếc cho tôi đã có duyên hạnh ngộ, mà không được thêm một lần chiêm ngưỡng tài hoa. Tôi vẫn rộng đường nghênh đón tại Tư Gia, nhờ ông chùm nói giúp đôi lời, mong cô Đào chuyển ý. Dạ. Giờ tôi phải theo gót cha tôi lên đường kinh lý, hẹn một ngày tái ngộ nay mai. Xin chào công tử. Cha. Xin cha. Úi giời. Đi rồi. Đi rồi, đi rồi. Thoát rồi. Các con. Dạ. Nào, giờ các con tập lại lớp múa vu quy. Sen con lại vào đôi với kép thăng như trước. Dạ. Sen. Sen. Thầy. Thầy đã thấm tuyệt, sao mày còn trốn ra đây lẽ nào hát trèo? Kìa, bác cả, xin bác bớt giận. Cháu Sen quả tình không dám trộm phép cha, cháu chỉ dám đứng nhìn ở ngoài xa, xem tôi dạy các học trò hát múa. Chính tôi đã gọi cháu vào tập thử, có điều gì xin bác bỏ qua cho. Bác chủ, chắc bác đã biết, tôi đã có lời thề trước vong hồn nhà tôi và cháu nhỏ. Chọn kiếp này, tôi quyết lòng từ bỏ, không trở lại cái nghề tủi nhục đắng cay. Con gái tôi đã trộm phép đến đây, tức là đã phạm vào điều tôi nghiêm cấm. Bác cả, bác gái năm xưa không may đoạn mệnh, vì kẻ cường quyền gây cảnh tang thương. Này chuyện cũ đã xa mười mấy năm trường, tôi xin bác hãy bình tâm nghĩ lại. Nếu cháu Sen có chót điều vụng dại, cũng bởi nặng lòng yêu tiếng hát ông cha. Thành sắc tài hoa ơi nay, đôi đường vẹn toàn thanh sắc tài hoa ý tình trong mà câu hát. Nay mai thời nối nghiệp chân truyền.
chi cảnh bôi hè đốt nhỏ, làm thứ con hầu cho thiên hạ mua vui. Dẫu có duyên may hữu sắc hữu tài, vẫn mang tiếng sướng ca vôi loại. Đời mẹ cha đã khổ đau đến vậy, tôi chỉ muốn con tôi yên phận cảnh nông tang. Giữ đạo nhà tôi phải dạy con, xin bác đừng chở che cho nó. Bác cả, mong bác hãy nể tình bạn cũ, đã bao năm tương đắc mối thâm tình. Lời tôi nói là ý nguyện tâm thành, mong bác hãy rộng đường, xét suy cho cạn nhẽ. Một lời thề như dao chém đá, thành ý của bác tôi chẳng thể vâng theo. Kìa bác cả, nếu bác cứ cố khuyên tôi xóa bỏ lời nguyện, tôi e sẽ tổn hại đến tình bằng hữu. Bác, bác có phật lòng thì tôi cũng phải nói cho hết nhẽ. Mong bác nể lời mà chuyển ý hồi tâm. Bác chủ, có câu rằng cả giận mất khôn, xin bác đừng chấp cả hơn tôi thất lễ. Sen, về. Thầy ơi, con xin thầy. Về. Thầy. Bác cả. Kể từ độ âm dương cách biệt, thấm thoát đã mười mấy năm trường, tôi vẫn gắng một mình gả chống nuôi con, những mong nó lớn khôn được yên lành an phận. Có ngờ đâu nó trái lời giáo huấn, lại theo đòi khổ nghiệp sướng ca. Mình có thương con xin hãy thấu cho, lầm lỗi ấy tôi phải nghiêm đường dăm dạy. Sen, chuyện bữa trước mày lén học hát chèo, thầy còn để đó chưa trị tội. Hôm nay là ngày dỗ mẹ, mày hãy khấu đầu trước bàn thờ tạ lỗi, để hương hồn mẹ bớt nỗi tủi hờn. Thầy đã chôn sâu mối hận kẻ cường quyền, coi phận kép thân đào như cọc rơm lá cỏ. Nghề con hát thầy đã thề nguyện dứt bỏ. Sao mày còn tăm tối u mê? Chả lẽ nỗi đau thương của đời mẹ đời cha vẫn chưa đủ cho mày thấm thía? Dạ thưa thầy, từ tâm bé con đã mồ côi mẹ, nỗi đớn đau nào sam nguôi quên. Con vẫn nhớ lời thầy dạy dỗ khuyên răn, nghề con hát lòng đắng cay tủi cực. Nhưng thầy ơi, con lớn lên từ xóm làng thân thuộc, nơi tiếng hát chèo ấp ủ vành nơi, lời mẹ thân thương bên cánh võng du hời, đào ly một cành phim loan tơ trúc. Thầy mẹ vẫn song đôi đào kép, giữa chiêu chèo hòa quyện khúc tình thơ. Con trộm nhìn mà lòng những ước mơ, mai sau lớn khôn được theo nghề nối nghiệp. Vâng lời cha gắng dứt lòng đoàn tuyệt, nhưng tiếng hát chèo
phân thồn thức trong tâm. Thương như nhớ vùng thương ý thầm, vắng nghe phím loan nông cùng ai dạo, tơ tình vẫn vương. Đêm năm mi trông mi thanh, một mình nép bên sông cửa mà để nỗi niềm sao xuyên băng khuâng. Đàn ai theo này tình thiên hạ lắm người yêu tiếng hát chèo, nhưng lại coi khinh kẻ sướng ca như đứa hầu. Con à, những tưởng họ coi mình như văn nhân tài tử, nhưng chẳng khác gì kỹ nữ mua vui. Dăm quan đổi lấy trận cười, ngậm ngùi cam phần làm đồ chơi cho người nước mắt mà đầy vơi. Ơi ơi con ơi, ấy mây màn đi cho đã khép mây à, ấy mây vẫn ơi chưa vẫn chưa nguôi điệu sông. Thầy đã quyết một lòng, con đâu dám xin thầy cho theo nghề đào kép. Nhưng thầy ơi, con đã trót mang niềm yêu tha thiết, tiếng hát chèo như máu thịt tâm can. Con chỉ xin thầy cho phép con được cùng chung bạn chị em, những lúc vui vầy được hát đôi ba câu cho đỡ nhớ. Không được! Thầy nhắc lại, từ nay cấm chỉ! Thầy ơi! Thầy thương con. Sen, mày còn nhớ vật gì đây không? Dạ thưa thầy, đây là cây quạt của mẹ con năm xưa, thầy vẫn giữ trên bàn thờ làm kỳ vật. Phải, cây quạt này đã theo kiếp cầm ca khổ nhục, thầy vẫn giữ bao năm để ghi nhớ mối hận lòng. Thầy sẽ dùng cây quạt này để trị tội phạt đòn, bởi mày đã dám quên. Vì đâu mẹ mày oan ta sẽ... Thầy! Thầy! Bác cả! Xin bác bớt giận. Bác cứ để cho tôi trị tội đó. Đã nói hết nước hết cái mà nó chẳng nghe lời. Con gái tôi sao trái tính chạy nết thế này? Không khéo tại bác cứ chở che bênh vực nó. Kìa bác cả, sao bác lại dạy thế? Tôi chỉ thương cháu nó chân yếu tay mềm, bác mà cả giận dữ đòn, tôi e cháu nó đâm ngã bệnh. Thôi được, nể lời bác chùm, trận đòn này cho nợ. Để xem mày tu tỉnh đến đâu. Thank you.
Thằng con. Dạ. Bác cả này. Vâng. Hôm nay thầy cho chúng tôi sang đây trước hết ý, để thắp cho bác gái nén hương. Vâng. Sau có chuyện muốn thưa với bác. Có việc gì bác cứ nói. Vâng. Theo lệ thường cứ vào dịp đầu xuân, Phường Chèo ta lại diễn ở hội làng. Này cũng đã sắp đến kỳ, đến hạn. Nhưng có điều hệ trọng ấy là năm nay làng ta có mời thêm phường bạn về dự hội xuân và hát đấu với phường ta. Tôi đã cùng anh em sắp tích soạn trò. Riêng phần hát đấu ấy là đã chọn được kép thăng kép phúc. Chúng tôi đánh bạo đến đây phiền bác chỉ dạy anh em cho tinh diệu ngón nghề. Bác chủ, đã bấy nhiêu năm nay tôi không ôn luyện hát chèo. Ngón nghề cũ cũng không còn nhớ nữa. Phiền bác nhờ người khác giúp đỡ. Cả hơn tôi lực bất tòng tâm. Bác cả, nhưng đây là việc chung của cả làng. Mong bác nể tình mà hạ cố. Dạ thưa bác, từ tấm bé con đã thầm ngưỡng mộ giọng hát kép hân nức tiếng khắp vùng. Chỉ mong ngày có phận có duyên sắm lễ mọn, con sang xin bái sư học nghề. Không dám, tôi với anh chẳng có duyên sư đệ. Anh nên tìm người khác thì hơn. Dạ thưa bác. Mà có chuyện này tôi chưa tiện hỏi anh. Anh với con sen nhà tôi chơi với nhau từ hồi còn đẻ trỏ. Chuyện bạn bầu tôi cũng không ngăn cấm, nhưng cớ làm sao anh cứ rủ rê con tôi nên học hát chèo. Lệnh nhà tôi, lệnh nghiêm phép cấm thế nào? Chỗ hàng xóm chắc anh thừa biết. Dạ thưa bác, chuyện này con đâu dám vô phép. Con với sen chỉ hát hò cùng chúng bạn cho vui. Với anh tôi cũng chỉ nhắc thế thôi. Anh đừng để tôi phải sang thầy mẹ anh thưa chuyện. Dạ thưa bác, con với sen đã có duyên bầu bạn từ thuở thiếu thời cắt cỏ chăn trâu. Hai mái nhà tranh chung bóng hàng cau, lối đi về cũng chung đường chung ngõ. Mong bác thấu cho chút lòng con trẻ, rồi con sẽ nhờ thầy mẹ sang thưa. Tôi rất trọng hai bác bên nhà, nhưng chuyện thông gia e khó bể lên nghĩa. Việc này tôi đã suy tính kỹ, anh đừng thưa với hai bác làm gì. Dạ thưa bác. Bác chủ, tuy tôi với bác là chỗ thân tình, nhưng việc bác nhờ tôi không thể nhận. Kìa bác cả. Thầy. Thôi đành vậy, nãy ép nữa khéo bác lại giận. Dạ. Bác cả này, bác thứ lỗi cho thầy trò chúng tôi đã chót làm phiền. Thằng, về thôi con. Bác cả Hân có nhà không đây? Bác cả ơi, bác cả ơi. Ôi dồi. Dạ, thưa bác cả, nhà ta có khách rồi. Này chị em ơi, rời xinh ngọt tiếng khéo lời, nối dây tơ đỏ cho người kết duyên. Sành với thiên quyến anh hùng, sành với thiên quyến chúng ơi, mai bây giờ xuống một ngày cũng nhờ duyên mối này. Các em ra dám chào bà. Dạ, em chào bác. Không dám. Bà đây là... Dạ, em là Thị Kết, người nhà quan đốc học tỉnh ta. Vâng lệnh quan lớn, em về thưa chuyện cùng bác cả. À, chả là quan đốc học của quý công tử, bữa trước về làng ta có được biết đến cô sen. Thấy ái nữ nhà ta xinh đẹp dịu hiền nên ngỏ ý muốn đón về làm thứ tha. Ôi giời,
Thứ thất. Ờ. Này. Này. Cứ nói toạc ra là vợ lẽ chứ gì. Vợ lẽ gì? Thứ thất. Con gái người ta đương sắc đương thì. Ờ. Chứ không phải ế ẩm gì đâu mà phải làm thứ thất. Ế ẩm gì đâu. Ờ. Mà này. Đừng vội nghĩ cửa quan là quý. Ừ. Nên nhớ câu nhá. Đầu gà có mỏng vạn đuôi trâu quát gì ấy. Phải. Các con. Dạ. Không được vô lễ. Dạ. À dạ. Như em đã thưa chuyện với bác. Công tử nhà em có hảo ý thịnh tình. Mà quan đốc học cũng đã thuận lòng. Nếu bác và cô Sen nhận lời thì nhà trai sẽ sửa soạn lễ đính ước. Việc này tôi vẫn còn đương cân nhắc. Xin thư thư cho vài bữa dăm hôm. Ôi trời ơi, làm dâu nhà quan ấy là một bước lên tiền. Bác còn gì phải đắn đo cân nhắc. Tôi... À, phải rồi. Theo chỗ em được biết ấy, thì có cậu Kép Thăng cũng ngỏ lời tỏ ý với cô Sen. Hay bác muốn gả con tranh Kép cùng làng cho tiền bề môn đăng hộ đối. Các bác ạ, xin thứ lỗi cho em nói dại. Con em chẳng ấy sẽ trông Kép vợ đầu. Chẳng những mạt kiếp phận nghèo mà đã chót bồi hề thì chọn đời mặt nhọn. Đây! Này! Cái gì đây? Bà kia! Ăn nói phải giữ cái mồm cái miệng một tí nhá. Giữ mồm tí. Đừng có mà miệt thị đào Kép chúng tôi. Đừng có miệt thị. Này! Đây là những lời bàn luận của người đời. Tôi nhắc lại để cho bác cả đây suy ngẫm. Chứ đụng chạm đến ai thì tôi không dám. Chỉ tiếc cho hạt gạo tám xoan thổi nồi đồng điếu ấy, lại đi chan nước cả. Lão giật cả mình. Dạ thưa bác, chuyện nhân duyên cốt là thủy chung tình nghĩa thuận hòa, chứ còn nể chi sang hèn sướng khổ. Dạ thôi, tôi đã sống hơn nửa kiếp người, đã trải mấy nắng mưa, lẽ đời nông sâu không cần anh phải dạy. Thôi được, anh đã nặng lòng với con Sen nhà tôi đến vậy, tôi có điều này anh có dám hứa không? Dạ bác cứ dạy ạ. Con Sen đâu? Dạ. Lên cho thầy dạy chuyện. Muốn cho anh và con Sen lên vợ lên chồng thì anh phải bỏ nghề kép hát. Ui dạ. Dạ thưa bác, việc này con... Tôi biết là anh không dám hứa, mà dẫu có hứa hẹn thề nguyện thì cũng chưa chắc giữ lời. Ngày mai con Sen đã làm dâu nhà người, tôi còn có quyền gì mà ngăn cấm. Ôi bác cả nói chí phải, chí phải. Không lo xa ắt họa đến gần. Bác cứ gả cô Sen cho công tử nhà em là đắc ý nhất. Này! 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 Suốt từ nãy đến giờ tôi chỉ thấy bà khoe hay khoe đẹp. Khoe mẹ! Chắc gì công tử nhà bà đã hơn tôi nhỉ? Hơn tôi chưa chắc. Hơn rõ mười mươi. Hơn chưa gì? Phục, nói cho bà biết. Nói! Cậu ấm nhà tôi là đích tôn công tử, con quan phó bản đốc học tỉnh nhà, hình dung tuấn tú dáng vẻ khôi ngô, phong nhã hào hoa cao sang lịch lãm, tài cao trí sáng học giỏi đỗ đầu, đậu tú tài trường Tây ở tận trên Hà Nội. Nói vậy nghe vậy biết thật giả ra sao, bố làm quan cao con thế nào chẳng đỗ, chẳng học bằng là chữ bằng tiền, ấm đấy ấm lành hay là ấm xuất, ấm xuất lan ơi, các con, ấm xuất lan ơi, các con. Đây là chuyện hệ trọng nhà bác cả, không phải chuyện tếu táo bông đùa. Dạ, xin bác cả quyết một lời cho sớm, kẻo đêm ngày còn canh cánh mối lo, ai biết được man cố bao giờ, phải lo xa để phòng hậu họa. Bác phải tách dơm kia ra khỏi lửa, chưa lỡ bén rồi chẳng cứu kịp nữa đâu. Bác cả, chuyện hệ trọng nhường này không nên nghĩ vội. Tôi xin bác hãy bình tâm mà suy xét mọi đường. Vâng, cảm ơn bác. Sen. Dạ. Bà mối đây đã thay mặt truyền lời, có công tử con quan đốc học,
muốn cưới con về làm thứ thấp, xin định ngày đính ước thành hôn. Thầy, con gái lớn khôn phải dựng vợ gả chồng, thầy đã xét suy mọi đường thấu đáo. Đây là chỗ nghiêm bề gia giáo, con sẽ được an nhàn sung sướng phận làm dâu. Dạ thưa thầy, chuyện trăm năm có vội chi đâu, con xin thầy hãy bình tâm nghĩ lại. Con chưa biết tính suy khôn dài, nhưng phần lẻ mọn xưa nay chẳng mấy cảnh yên bình. Đúng. Bác cả, tôi thấy cháu nó nói cũng phải. Tuy vào cửa nhà quan nhưng thân làm lẽ mọn, sống cảnh chồng chung, phần thiệt chỉ riêng mình. Bác chủ, thì tôi với bác là chỗ thân tình, nhưng việc nhà tôi, xin bác đừng lãng bàn thêm nữa. Kìa, bác cả! Thầy! 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 Thầy ơi! Thầy! Anh Thắng! Anh Thắng! Xem! Thầy! Thầy ơi! Con xin thầy hãy thương tình, thầy đã quyết con phải tuân theo. Thầy, bà mối đâu? Dạ, tôi nhận lời kết mối thông gia với quan đốc học. Thầy, thêm
bẩm mợ, xe của ông bà đã về tới cửa dinh. Mợ cho phép chúng con dọn mâm lên à? Khoan đã, khi nào ta gọi mới được bày lên? Dạ. Dạ, trình cha mẹ đã về, rước cha mẹ an tọa, bảo Ngọc con xin dâng rượu hầu cha. À, ta vừa lên hầu quan thượng thư, rồi lại qua trình việc bên dinh quan công sứ. Việc nước việc dân giờ khó càng thêm khó, thuận ý quan ta lại trái ý quan Tây. À, tiến thoái lưỡng nan biết tính sao đây. Cơ sự này đến cáo lão hưu quan cho nhẹ gánh. Dạ thưa cha, xin cha đừng bận tâm lo lắng. Thần phụ con với quan công sứ vốn là chỗ thâm giao, chỉ cần cha con lựa lời nói giúp đôi câu, quan công sứ sẽ nể tình mà đổi ý. Ờ, mợ cả nói phải đấy. Việc này phải nhờ đến quan tổng đốc mới xong. Mình cứ có lời sang thư trước với quan ông, còn quan bà để tôi sang nhờ cậy. Dạ thưa mẹ, xin mẹ đừng khách khí như vậy. Tình nghĩa thông gia chứ đâu phải người ngoài. Giờ xin mẹ cha hãy thư tâm để dự tiệc mừng nhà ta có thêm quý tử. Bay, dạ, mau sửa soạn tiệc mừng, mời cậu và mợ hai đưa con lên để ông bà ban phúc. Dạ. Dạ, chúng con xin cúi lạy mẹ cha. Dạ, em chào chị cả. Kìa mợ hai, không cần phải đa lễ, em vừa mới sinh con còn đương yếu mệt. Bay, dạ, mau lấy ghế để mợ hai ngồi. Dạ. Con cứ ngồi, ta cho phép. Dạ thưa mẹ cha, nhờ tổ tiên và mẹ cha ban phúc, mợ hai đến kỳ mãn nguyệt khai hoa, chúng con xin đưa cháu lên trình với ông bà và mở tiệc mừng nhà ta có thêm ái nữ. Ơn trời Phật nay đã sinh quý tử. Sinh lễ nghĩa, vui vẻ gì đâu mà bày biện tiệc mừng. Mong có đứa cháu trai để nối dõi tông đường, vậy mà cầu nam rời lại cho đất nữ. Mợ cả không may thì đã đành một nhẽ, giờ đến mợ hai cũng theo gót một bề. Cơ sự này tôi phải sắm lễ lên chùa, có lẽ mình chưa đủ thành tâm nên Phật trời chưa độ. Dạ thưa mẹ, con nào cũng quý, cũng con dòng cháu giống nhà ta. Con nghe thầy tướng nói, dung mạo mợ hai là ích từ vượng phu. Dạ, xin mẹ gắng đợi thêm, biết đâu lần sau lại. Thôi, giống hoa quý gieo vào nơi vườn hoang cỏ dại, chẳng thể nào kết nụ đơm hoa. Tôi đã khuyên can mà ông cứ chiều con, thuận theo nó rước về một con đào hát.
tôi trời hay quáng mắt mà đưa hay quỷ dắt và bụi dậm đâm mì quạt giờ thì trách ai đổ tại trời cũng chẳng được chi. Tôi xin bà tiệm lời cho tôi nhờ một chút, tôi chưa đủ giàu lòng nát ruột hay sao? Lời cổ nhân đã dạy có câu: tam bất hiếu vô hậu chi đại. Giời ạ, tôi là phận đàn bà, có học hành là mấy mà ông còn nói chữ với tôi. Câu ấy có nghĩa là trong ba tội bất hiếu ở đời thì tội lớn nhất là không sinh được con trai để nối dòng hương hỏa. À, ra là thế. Cổ nhân mà nói thì cấm có sai. Dạ, thưa cha mẹ, dù cháu sinh ra là gái hay trai, cũng nghĩa ruột già, cũng tình máu mủ. Và lại, đường tử tức là do vận số. Xin cả nhà đừng trách cứ mợ hai. Anh cả! Dạ. Cha mẹ cho anh ăn học hết trường ta rồi lại đến trường Tây. Giờ anh thừa chữ. Anh thừa chữ nên anh nói hỗn hào với mẹ cha đấy hả? Dạ thưa cha, con đâu dám ạ. Rồi à, tiếng khóc như sẽ phải. Ôi trời ơi, con bé này mà lớn lên nó khó bảo lắm đây. Dạ, chắc cháu nó khát sữa nên mới khóc thế này. Con xin phép vào nhà trông dỗ cháu ạ. Kiều mợ hai, em không phải đi đâu cả. Chị đã sai người tìm được một vú em. Bay. Dạ. Mau bế xuống nhà ngang rồi gọi ngay vú em cho bú. Dạ. Mai, chị định đi đâu đấy? Mợ cả nói vậy mà chị chẳng vâng lời. Phép tắc nhà này trên dưới hẳn hoi, chị cư xử làm sao cho đúng mực. Dạ, dạ con chót vô ý, cúi xin mẹ cha và chị cả lượng thứ. Kìa em, lầm lỗi nhỏ, ai nỡ đâu chấp nhất. Cùng phận dâu con, chị cũng rất thương em. Dân gian có câu, vợ cả vợ hai, cả hai vợ đều là vợ cả. Hay, vợ cả vợ hai, cả hai vợ đều là vợ cả. Anh cả. Dạ. Anh đừng có được thề, anh không dạy được vợ thì để mẹ dạy cho. Đã bước chân vào cửa nhà này, đừng giữ thói xưa, sướng ca vô loại. Thôi thôi, mẹ con bà cứ lời qua tiếng lại, thiên hạ họ trông vào thời đẹp mặt ai đây. Cơ sự này đến rượu ngọc chén vàng tôi nuốt cũng chẳng trôi. Đúng là con dại cái mang. Dạ, con xin mẹ cha bớt giận ạ. Mợ cả, mợ đừng cố nài cha mẹ ở lại, kẻo thành ra lửa đổ thêm dầu. Ai châm lửa, ai đổ thêm dầu. Cậu không ám chỉ em đấy chứ? Kìa, mợ cả, tôi đâu có ý đó. Chẳng qua là vì tôi lo cho mợ hai. Phải rồi, cậu thì lúc nào cũng mợ hai. Mợ hai. Thôi được, cậu đã có lòng lo cho mợ hai thì cứ đưa mợ ấy xuống nhà ngang để chăm lo con nhỏ. Dạ, em xin phép chị cả. Dạ, mợ cả, con tớ là phục mợ trăm lần đấy ạ. Chuyện ngang tai trái mắt thế mà mợ vẫn còn cam tâm nhẫn nhịn. Trước mặt cha mẹ chồng, ta phải giữ gìn ngôn hạnh. Chứ bảo ngọc này đâu dễ nhường ai. Lẽ xưa nay chồng một vợ hai, ngứa ghẻ hờn ghen, dân gian đã nói. Ôi trời ơi,
chuyện gì? Chứ cái giống ngứa ghẻ ấy thì khỏi phải nói ạ. Khi xưa này con bị ghẻ mãi có còn lạ gì nữa ạ. Dạ, dạ, bẩm mợ. Nhưng mà mợ ơi, mợ phải sớm trị cho nó tiệt nọc đi. Nếu không, mợ khổ sở hết ngày này qua tháng khác. Cứ đợi đó rồi khắc biết. Trị cao nhân, thời phải có cao nhân. Sao xanh nổi vầng dương này, đông than trong trời càng. Sao xanh nổi vầng dương chứ vàng thâu ngọc đá. Trình mợ cả, cô ông cả Hân ở làng Hạ muốn vào gặp mợ hai ạ. Ông cả Hân à, cứ nói là mợ hai không có nhà nhá. Khoan đã, cho vào. Dạ. Dạ, chào tiểu thư. Này, không phải tiểu thư mà là mợ cả nhà quan đốc học. Dạ, dạ bẩm mợ, chắc là mợ cũng chưa được biết ạ. À. Dạ, đây là ông cả Hân, là cha của mợ hai đấy à. Thưa mợ cả, bữa trước cậu nhà có nhắn lời mời cả Hân tôi lên ăn cữ cháu. Nếu đã là ý cậu thì nhà ta cũng rộng cửa đón mời. Chỉ tiếc rằng ông mất công lặn lội đến đây mà tiệc vui đã tàn canh mãn cuộc. Bay, dạ, mau sửa soạn cơm nước, mời ông đây xuống bếp ăn với đám gia nhân. Ôi, thả, thả, chết, chết, chết. Xin mợ cả xét lại cho ạ. Ông thông gia lên chơi, ai lại để ông ấy ăn ở dưới bếp bao giờ? Thông gia, như cha ta là quan tổng đốc với nhà quan đốc học, với đáng mặt thông gia. Chứ một kép hát ở chốn quê mùa để cho ngồi mâm trên sao được. Thưa mợ cả, tôi lên đây là để thăm con thăm cháu, chứ mong đâu được thiết đãi tiệc tùng. Xin mợ cả hãy rộng lòng cho tôi được vào gặp con gặp cháu. Này, không được, không được, không được. Ra đây, ra đây, ra đây. Con trẻ mới sinh kiêng gặp người vía xấu, để ông vào ám viện hay sao? Lỡ nó ốm đau bệnh tật thế nào thì mợ cả tôi gánh tội thay cháu sao được. Thưa mợ cả, cho tôi được vào gặp cháu. Đã hơn một năm nay cháu nó chẳng về nhà. Việc đó thì cũng chẳng vội gì, rồi ta sẽ gọi mợ hai ra cho ông gặp mặt. Bay, dạ, coi như nể mặt mợ hai, cho bưng cơm nước để ông ấy ăn cho đỡ đói lòng. Dạ. Mấy khi có được miếng ngon.
nhà quan tôi không tiếp đãi. Bay đâu, con mực con vàng còn đương kêu đói, hãy bưng những thứ này vào cho chúng nó ăn. Cậu và mợ hai ra đây. Dạ. Giờ mới đến lượt ta làm chủ. Tiệc mừng kia phải vui trọn đêm nay. Mợ cả, mợ cho gọi tôi. Ấy kìa cậu. Dạ vâng, em cho mời cậu ra cho tròn cuộc vui. Vừa nãy là tiệc hầu cha mẹ, giờ mời phu quân an tọa để cùng em nâng chén rượu mừng. Mợ hai. Kìa cậu, chả lẽ vừa mới đây thôi, cậu đã quên lời mẹ dạy, phép tắc nhà ta, trên dưới, rõ ràng. Nhưng chính mợ vừa nói là vợ cả vợ hai, cả hai vợ đều là vợ cả. Chỉ có một vợ hai, chứ làm gì có hai vợ cả. Cậu cứ ngồi đây. Còn mợ hai cứ yên phận đấy. Dạ, xin cậu cứ ngồi trên cùng chị cả. Để em đứng đây cho đúng phép nhà. Quả đúng người hiền thục nết na, xem trong bọn sướng ca, khéo là hiếm thấy. Này em, chỉ nghe bọn gia nhân nó nói, trước khi về đây, em là một đào trèo. Vâng. Ở quê em, làng nào cũng có một phường chèo. Người quê em, ai cũng thuộc đôi ba câu hát. Được, đã nhận là biết hát, thì hãy hát hầu vợ chồng ta trong tiệc rượu đêm nay. Để ta xem đâu sắc, đâu tài mà khiến chồng ta đắm say mê muội. Mợ cả, xin mợ đừng làm vậy. Thế nào, có chịu hát hay không? Dạ, em xin vâng lời chị cả. Tốt lắm, vậy hãy mau dâng trà rót rượu, rồi hát hầu vợ chồng ta mấy câu chèo. Đoạt Thúy Kiều, hầu rượu hai vợ chồng họ Phúc. Ta đã bảo ngươi dâng trà rót rượu, phải quỳ tận mặt, mời tận tay. Sao lại đứng chờ ra như thế? Dạ em mời chị cả. Dạ, em mời cậu. Chị, để cho chén ngọc là lỗi tại em, xin chị thứ tội. Tại tôi, mợ hai không có lỗi. Rượu chưa uống, sao đã say sớm thế? Hay là con cá! Mày đã bỏ bùa mê thuốc lú vào chén rượu này, nên chồng tao chưa uống đã say, mình nhìn đã cay xè hai mắt.
phải dạy cho mày biết phép nhà ta. Bay đâu, mang roi ra đây. Mợ cả, mợ cả, xin mợ đừng làm vậy. Mợ hai đây đâu phải nàng Kiều, và tôi với mợ cũng đâu phải là vợ chồng họ Thúc. À, em quên mất. Dạ, dạ em mời cậu. Mời mợ cả. Mợ say rồi. Mợ cả say ư? Phải, em đang say đây. Mợ cả. Thank you.
bóng quê nhà mờ nèo ôi sang cổng kinh tường cao bốn bề lạnh lẽo chôn cửa quyền như nhà ngục giam thân bước chân đi đảo liệu một mình khổ cực trăm bề đắng cay muôn nỗi ta chậu chìm lòng biết phương nào thoát nổi đường trường trong tranh đã dài mấy ngoài sông nhìn cánh hoa rơi nghĩ phần mình nước cuốn theo trôi lại đứng ở đây ngâm ngợi một mình. Nghe khúc sầu thương, tôi cũng thêm giàu lòng nát ruột. Tôi biết, mở ở đây trăm đường tuổi cực, lại nhớ thầy nhớ quê, nhớ cả tiếng hát chèo. Nhưng mợ hãy nghe tôi, lấy ý chí nhẫn làm đầu. Cứ ngâm ngợi thế này, mợ cả lại không vừa tai, rồi lại không yên chuyện. Cậu cũng biết, không phải một điều mà trăm điều em cũng nhìn, nhưng chẳng có cơ may được một điều lành. Cũng cưới, cũng xin, cũng nghe vợ tình chồng, mà cậu chẳng che chở cho em dù đôi câu ba tiếng. Tính mợ cả ghen tuông ghê gớm lắm. Nhạc phụ tôi lại có thế có thần, đến cha tôi còn phải lụy đôi phần. Tôi dám vuốt râu hùm sao được. Gặp phải cơn ni nước ngược, đành cam phận trôi theo dòng ngược. Công xiềng nghĩ nay đã buộc, muốn thoát được thời biết đâu tìm nghỉ phương. Quả bồ hòn gắng ngậm cho ngọt này ai, theo tranh đi đường gặp voi muốn trên dưới ấm êm thuận hòa. Xin mợ ý hãy nghe tôi. Thôi mợ cả hãy nghe tôi gắng nhịn. Dạ trình cậu mợ, có người làng của mợ hai muốn vào gặp mợ hai ạ. Cho vào. Dạ. Xin chào công tử. À, tôi nhận ra anh rồi. Anh là Kép Thăng, khi xưa diễn cùng với nhà tôi ở sân đình làng Hạ. Đội ơn công tử, công tử vẫn chưa quên chuyện cũ. À, hôm nay tôi đến đây là để xin phép công tử được báo tin nhà cho mợ hai đây à? Dạ, bẩm cậu, ông cho gọi cậu ạ. À. Tôi phải đi có việc một lát, hai người cứ ở đây nói chuyện tự nhiên. Mợ hai, mợ cứ ở đây thư thả hỏi han, tôi biết mợ cũng mong nhận được tin nhà. Dạ,
Chào anh. Anh Thăng, sao anh tìm đến được đây? Dinh quan lớn bề thế nhường này, hỏi lính hỏi dân, người nào chẳng biết. À, hôm nay tôi đến đây là để... Anh Thăng, thầy em có chuyện gì phải không? Xin anh nói ngay cho em được biết. Vâng. Bác cả mấy bữa nay yếu mệt, chân yếu tay run lại ho quặn từng cơn. Thầy lang đã trần mạch kê đơn, thuốc đã uống vài thang, nhưng bệnh tình vẫn chưa thấy chuyển. Trời ơi, mấy ngày nay em cứ thấy bồn chồn trong dạ, quả nhiên thầy em gặp chuyện chẳng lành. Sức yêu tuổi cao lại cô quạnh một mình, còn bệnh trọng lấy ai người săn sóc. Mợ hai, mợ đừng quá lo lắng, đã có tôi và anh em cơm nước thuốc thang, bà con xóm giềng vẫn qua lại thăm nom. Nhưng chỉ có điều, bác cả vẫn ngày đêm mong mỏi, vì đã lâu chưa thấy mợ về thăm. Hơn một năm trời, cha chưa gặp con, cháu mới sinh, ông còn chưa biết mặt. Cả chậu chìm lòng sẽ đâu xa được, mợ cả cơm em không được về quê, phần vợ lẽ con thêm tuổi cực chăm bề, họ quải rẻ xem khinh như đưa hầu con ở. Vậy mà tôi cứ tưởng mợ hai làm dâu nhà quyền quý, được sung sướng an nhàn như bác cả hằng mong. Thầy em cứ tưởng rằng chọn mặt gửi vàng, chứ có biết đâu cửa quan khác chi nơi tù ngục. Vợ lẽ con hầu tuy hai mà một, thân phận sang hèn chẳng đánh đổi được đâu. Nếu biết mợ hai phải cơ cực tủi sầu, chắc bác cả lại thêm buồn phiền lo lắng. Anh Thăng, mình em chịu trăm cay ngàn đắng, xin anh đừng nói với thầy em. Mợ hai, anh Thăng, dù em đã làm dâu nhà quan, nhưng xin anh đừng gọi em là mợ hai như thế. Em vẫn là Cái Sen, con gái ông cả Hân làng Hạ, nơi xóm làng bầu bạn thuở ấu thơ. Vẫn nhớ những lần em lén trộm phép cha, theo anh ra sân đình xem phường chèo luyện hát, cùng rèn tập bước đi tay quạt, câu duyên phận phải chiều phân hòa điệu chung đôi. Mới ngày nào mà thoáng chốc đã xa xôi, giờ thân phận sang hèn đôi đường cách biệt. Câu hát cũ nay vắng người hòa nhịp, duyên chẳng phải chiều lạc phách bước chơi vơi. Vườn hồng gió táp mưa rơi, đào chưa lắng ngọt mận thời vội chua. Sông quê lỡ chuyến đò đưa, càng chờ càng đợi, càng chưa chuyến đò. Sao rơi trăng mà lối hẹn ai chung bóng bên vắng lành đôi bờ hững hờ một dòng trôi nay đã chia đôi nơi. Câu hát xưa nghẹn những lời nỗi niềm về còn đây vơi đắng cay mang tròn yên đời. Ngài đâu duyên nghiệp phận chia hai lối, bao nỗi mới sai bởi vòng theo
vẫn chung đường chung ngõ, mà lối đi về nay vắng bước chân quen. Khúc tình thư lòng vẫn chưa quên, thầm hát một mình xâm thương diệu vời. Thuyền đã quá giang biết khi nào trở lại, con nhện răng mùng còn chưa dứt tơ vương. Cùng bóng cùng trầm điệu nhớ điệu thương, mà chết trong tâm bao đêm trường thao thức. Nhớ chiêu trèo sân đình lửa hồng anh đuốc, nhớ khúc sao đầu vỡ nước khai thanh. Nhớ lớp diễn vu quy trong tích quan âm, anh cùng em hát chung câu duyên phận. Điệu cũ lời xưa như vòng về trong giấc mộng, vẫn còn đây chỉ thăm ta. Duyên phận đi, ta phải chiều đi. Này ai ơi, chứ đôi thời đôi lứa vì ta. Thời này duyên đi, ơi chứ phận đôi ta. Thời duyên ý phận ta phải chiều. Thưa bà, tôi là người làng của bác cả Hân, lên báo tin nhà cho mợ hai, đã được cậu Trường Hải cho phép bà. Im ngay! Bay đâu? Dạ! Trói nó lại, rồi ta sẽ xét sau. Mẹ ơi, con còn lắm mẹ ơi! Thôi! Này con kia, nhà bà đây nghiêm bề ra sao? Thế mà mày dám cả gan thất tiết bội phu, tội gian dâm không dễ dung tha. Người không đánh nhất là trời đánh. Dạ, con xin mẹ chớ nhọc lòng, mẹ cứ giao nó cho con xử tội. Được. Bay đâu? Dạ. Nọc cổ đào sen, đánh đòn 50 gậy. Dạ. Đánh! Đánh!
đánh cho nó hết dại hết ngây. Bay đâu? Dạ. Đánh. Khoan. Mợ hai. Dạ, Trình cha đã về. Mợ hai. Ta vừa ra khỏi nhà. Ta vừa ra khỏi nhà đã xảy ra chuyện lớn. Anh cả, cha mẹ đã khuyên can mà anh chẳng chịu vâng lời. Cứ nằng nặc đòi lấy bằng được con nhà kép hát. Bây giờ thì nó bôi do chắt chấu vào mặt mẹ cha anh rồi đây. Dạ, thưa cha, thưa mẹ, việc này, dạ... Đã đến nước này ta cũng mở cửa cho ra. Dạ, bẩm ông bà đúng như vậy đấy ạ. Cứ tống khứ về quê cho nhẹ gánh à. Bay đâu? Dạ. Tống cổ cả hai mẹ con nó về quê cho nhục mặt với làng. Dạ. Vành nôi âm, miệng nhoèn cười như nụ hoa xinh. Còn còn thơ ngây nên chẳng biết sự tình. Từ thuở lọt lòng đã chịu điều tủi cực. Con ơi, cay đắng tủi sầu giờ đã thành chuyện cũ. Mẹ con ta về với quê hương, sâu nặng nghĩa tình. Do ngoài hiên lay động bức mành, khiến con trẻ giật mình không yên giấc. Con ơi, ngọn gió lành nhẹ đưa tay quạt, mẹ sẽ hát ru con bằng khúc hát quê nhà. Điệu chèo tha thiết mượt mà, mát trong như tiếng mẹ cha thuở nào. Năm cùng trầm bồng ngọt ngào, phim loan tơ trúc nụ đào cành son. Bà
muôn phách hoa, xa lệch đường trường dìu dặt. Màn trò tích diễn khép mở bao mùa, chưa quên lời cũ vẫn nhớ điều xưa, đã chót thề nguyện tơ duyên đành dứt. Sao khúc xuân tình vẫn tưởng vọng khôn nguôi, đất già ai chẳng nghĩ với ơi, dù bao năm thời nhớ nhung tất xa, chẳng rơi chữ điệu y treo về xa diết.
Thầy ý con thế nào? Cứ nói thật với thầy. Dạ thưa thầy, dù phận kép thần đạo trăm đắng ngàn cay, con vẫn ước mong được theo nghề nối nghiệp. Tiếng hạt chèo đã thấm vào gan ruột, sau mấy gian chân còn chẳng thể rớt lòng. Thưa tất cả bà con, cho tôi được thắp một nén nhang, thưa với nhà tôi đôi lời tâm nguyện. Mình ơi, nỗi đơn đau nghẹn ngào tức dạ, mười mấy năm trường dòng lệ chưa vơi, một nén hương trầm nguyện với hồn ai, nghiệp cầm ca tuyệt tình trọn kiếp. Đã trải mấy đoạn trường mới biết nỗi đơn đau chua xót vì ai. Nghĩa trăm năm chưa vẹn cùng nhau, lời thành tâm xin mình thấu tỏ. Xin vọc bái anh linh tiên tổ, cả hân con chót lạc bước sai đường, với nghiệp trèo chưa chọn nghĩa thủy chung, một lạy này xin cúi đầu tạ tội. Thưa tất cả bà con, bao oán hận tâm can còn mang nặng, trọn kiếp này còn day dứt chưa nguôi. Nay cả hân tôi xin giải lời nguyện, cho cháu xem được theo nghề nối nghiệp. Thầy! Xen con, vật quý gửi trao thay lời tâm huyết, cây quạt này thầy truyền lại cho con. Con hãy theo nghề có thủy có chung, để xứng lòng mẹ con mong ước. Dạ, con xin đội ơn thầy. Bác cả, bác trùm, bà con chúng tôi xin có lời mừng bác. Mừng phường trèo ta thêm một đào nương. Bác Trùm, giờ tôi lại được gọi bác là bác Kép Hân, người bạn nghề chí thân thuở trước. Vâng theo ý bác. Vâng. Thằng con. Dạ. Các con ơi, năm xưa cũng bởi thầy ngăn cấm mà khúc bu quy giang dở chưa thành. Giờ thầy sẽ truyền dạy cho hai con duyên phận phải chiều, chung đôi hòa giọng. Dạ, chúng con xin đổi ơn thầy. Các con ơi, đã qua đi muôn nỗi đớn đau, giờ đời thầy lại được sống trong tiếng hát. Bà con ta vẫn thương đào mến kép, vẫn vẹn tròn nghĩa nặng tình sâu. Nào các con, hãy nổi nhịp trống chèo để cùng ta chung câu hòa giọng. Dù trải mấy đường trường duyên phận, với nghiệp chèo vẫn tầm nhất nhi chung.